Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel, mình Thông Review đây. Nếu như trong làng điện thoại chúng ta sẽ có những chiếc điện thoại giá rẻ, tầm trung cao cấp và có những hãng điện thoại chuyên làm điện thoại giá rẻ, ví dụ như là Realme, có Xiaomi, rồi có Techno, hay là có những thương hiệu điện thoại chuyên làm điện thoại cao cấp, ví dụ như là Apple chẳng hạn. Đấy, thì với những sản phẩm phụ kiện nó cũng sẽ có những thương hiệu tương tự các bạn ạ. Ví dụ như là thương hiệu phụ kiện giá rẻ chúng ta có Hoco, Remax, rồi chúng ta có một vài thương hiệu như là Bezos chẳng hạn. Thì phụ kiện cao cấp thì chúng ta sẽ có những thương hiệu ví dụ như là Belkin đang có trên tay mình ở đây. Đây là một thương hiệu điện thoại gần như là cao cấp top đầu trong thời điểm hiện tại. Và đây là một trong những cái thương hiệu mà được Apple chứng nhận cũng như là được bán trực tiếp tại những cái Apple Store ở trên đất Mỹ. Thế nên là về chất lượng này cũng như là thương hiệu Belkin thì gần như các bạn sẽ không cần phải bàn cãi nữa rồi. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn đánh giá về củ sạc dự phòng Belkin Polymer Pocket Power 10.000 mAh này, để xem là với một cái mức giá chát như vậy thì em củ sạc dự phòng này nó có gì, và chúng ta có nên mua cái củ sạc dự phòng này cho chiếc iPhone của chúng ta hay không. Thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu video nhé. Ok, với củ sạc dự phòng Belkin 10.000 mAh này thì nó có một mức giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 900k cho một cái viên pin sạc dự phòng. Thì theo mình thấy rằng là với mức giá như vậy nó sẽ cao hơn so với mặt bằng chung của những viên pin sạc dự phòng, thường sẽ có mức giá khoảng tầm từ 3 đến 500.000. Nhưng các bạn hãy nhớ rằng đây là thương hiệu Mỹ và nó được chứng nhận và được bán ở những Apple Store. Thế nên là về cái uy tín này và những chất lượng thì gần như khỏi cần phải so sánh với những thương hiệu đến từ thị trường Trung Quốc làm cái gì. Rồi, và đây là cái sạc dự phòng Belkin Polymer Pocket Power 10.000 mAh của chúng ta. Nhìn chung á, thiết kế của cái sản phẩm sạc dự phòng này thì nó khá là cơ bản. Nó có một thiết kế cũng tương đối gọn gàng và nó nhỏ gần ngang với chiếc iPhone X Max mình đang có ở đây. Về trọng lượng ấy, thì với củ sạc Belkin này thì mình thấy rằng là nó cũng không phải quá nặng đâu. Hoàn thiện thì em này sẽ được làm từ chất liệu đó chính là nhựa polycarbonate. Đây là chất liệu nhựa chống cháy, thế nên là đảm bảo an toàn khi mà chúng ta sử dụng chống cháy nổ. Và cũng như là các bạn sẽ có ở đây là tông màu trắng. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có phiên bản màu đen nữa, và cả hai phiên bản đều là màu nhám, thế nên là nó sẽ không để lại những cái vết xước lông mèo ở trên cái củ sạc dự phòng, nên là nó sẽ đẹp hơn so với thời gian. Tuy nhiên thì với phiên bản màu trắng ấy thì nó sẽ hơi ố vàng nếu như bạn sử dụng trong thời gian dài. Và ngoài ra ở đây các bạn sẽ có 4 đèn LED thông báo tình trạng pin bên trong, bao gồm 25, 50, 75 và 100%. Cũng như là các bạn sẽ có ở đây là những cái thông số kỹ thuật của củ sạc Belkin này, bao gồm đó chính là dung lượng của nó sẽ là 10.000 mAh, input, output và rất là nhiều những cái chứng chỉ mà củ sạc dự phòng này nó đạt được. Và các bạn thấy rằng là riêng cái hàng chứng chỉ này mình thôi thì mình đã thấy rằng là cái củ sạc dự phòng này nó cực kỳ là uy tín rồi. Ở bên trái thì các bạn sẽ có ở đây là cái vị trí của phím nguồn, các bạn sẽ kiểm tra được thật pin bên trong. Bên trên các bạn sẽ có hai cổng kết nối, một là cổng đầu vào đầu ra Type-C, hai là cổng output USB A ở đây. Và nói về công suất ấy, thì với củ sạc dự phòng này nó sẽ có sạc nhanh là 18W với cổng USB-C, còn với USB A này thì nó sẽ có sạc là 12W, không phải sạc nhanh nha các bạn. Còn nói đến viên pin bên trong thì nó sẽ sử dụng lõi pin là lithium polymer và có rất là nhiều các công nghệ bảo vệ cho cái viên pin bên trong này, ví dụ như là chống nghén dòng này, chống quá nhiệt này, chống quá tải này, rồi chống cháy này, rất là nhiều những công nghệ để bảo vệ cho chiếc điện thoại của chúng ta cũng như là viên pin sạc dự phòng. Và đương nhiên là với một sản phẩm chất lượng và có mức giá cao thì những cái yếu tố liên quan đến cái vấn đề an toàn sẽ được đặt lên hàng đầu. Với viên pin sạc dự phòng này thì nó sẽ có dung lượng là 10.000 mAh, nhưng mà đó là 10.000 mAh ở 3.7V. Sau khi chuyển đổi nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 70%. Chúng ta có thể sạc được đâu đó 2 lần cho con iPhone 13 Pro và cũng như là 1,5 lần cho con iPhone 13 Pro Max. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành test thử viên pin sạc dự phòng này để xem là nó sạc như thế nào nhé. Đầu tiên ấy, là mình sẽ test thử sạc với em iPhone XS Max mình đã có ở đây. Thì iPhone XS Max sẽ có công nghệ sạc nhanh, đó là 18W. Các bạn chỉ việc cắm cổng C vào đây, và chúng ta chỉ việc cắm cái cổng Lightning vào con iPhone XS Max thì ngay lập tức máy đã nhận sạc rồi các bạn ạ. Và đương nhiên với công suất sạc tối đa là 18W của con iPhone XS Max này thì nó có thể tận dụng triệt để được
cái công suất sạc tối đa 18W trên viên pin sạc dự phòng, và nó tương thích toàn bộ với tất cả những dòng iPhone có sạc nhanh 18W hay kể cả là 20W. Thì các bạn có thể xem được cái thông số sạc khi mà mình cắm sạc trên con iPhone XS Max, thời lượng pin bên trong chỉ còn loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 20% và nó vẫn nhận full, đó là 17-18W nha các bạn. Mình thấy là đầu ra của cái sản phẩm sạc dự phòng này thì nó sẽ rất là ổn định. Ok, ngoài việc là sạc iPhone XS Max ra thì các bạn có thể là sạc Type-C cho những cái sản phẩm, ví dụ như các bạn đang dùng điện thoại Pixel này, điện thoại của nhà Sony này, hay bất cứ một chiếc điện thoại nào hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Quick Charge và Power Delivery thì đều có thể dùng được cái sợi cáp sạc nhanh là USB-C 2C ở trên sản phẩm này, để có thể sạc được cho cả iPad, iPad Pro và những dòng điện thoại Android tất tần tật thì đều có thể là sạc được và đều hỗ trợ sạc nhanh với công suất tối đa đó chính là 18W nhé. Và như bạn đã thấy rằng là mình đang cắm sạc cho con iPad mini 6 của mình thì nó đạt công suất tối đa đó chính là 18W luôn các bạn ạ. Theo như thông tin của nhà sản xuất công bố thì với viên pin sạc dự phòng này, chúng ta có thể sạc nhanh với công nghệ Power Delivery tương thích với những dòng iPhone và sạc nhanh được cho đại đa số những dòng iPhone từ 0-50% chỉ trong vòng 30 phút thôi các bạn ạ. Ok, như vậy thì đây là một video review của mình về cái sản phẩm sạc dự phòng Belkin, một trong những thương hiệu sạc dự phòng cực kỳ cao cấp, thương hiệu Mỹ này, được bán tại Apple Store này. Thế nên là nếu bạn nào mà đang cần tìm cho mình một viên pin sạc dự phòng cao cấp, xịn sò và an toàn thì đây là một cái sản phẩm, một cái lựa chọn rất tốt. Các bạn nghĩ sao về sạc dự phòng này? Và có bạn nào ở đây đang dùng sạc dự phòng Belkin hay không? Thì đừng quên comment và để lại cái nhận xét ở ngay phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Đường link mua hàng thì mình sẽ để ngay phần mô tả và bình luận của video nếu các bạn cần. Bye bye.